Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tin nhanh của Tiền Phong TV. Và như thường lệ, sau đây sẽ là những nội dung chính của chương trình. Tin mới, vụ bác sĩ bị nghi ký thay 53 bệnh nhân, trục lợi hàng trăm triệu bảo hiểm y tế. Liên minh châu Âu bắt đầu đàm phán về tư cách thành viên với Ukraine. Tuyển Việt Nam chốt lịch giao hữu với Kyrgyzstan tại Qatar trước Asian Cup và để mở đầu chương trình ngày hôm nay sẽ là những thông tin trong nước đáng chú ý được chúng tôi cập nhật. Sau hơn 2 tháng điều tra theo 11 bước, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa ra kết luận vụ ngộ độc tập thể xảy ra sau sự kiện mừng Trung Thu tổ chức ở trung cư Palm Hayes, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh tối ngày 29 tháng 9. Số người ăn bánh su kem được xác định là 118 người, trong đó có 61 người bị ngộ độc, 25 người nhập viện điều trị, 36 người tự mua thuốc uống. Một người tử vong là bé BNQ 6 tuổi quê Cà Mau, tạm trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Kết luận điều tra xác định bánh su kem là nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc trong mẫu bánh do ban quản lý chung cư, người dân và công an thành phố Thủ Đức cung cấp ghi nhận vi sinh vật gây bệnh. Ban quản lý an toàn thực phẩm cho biết sẽ xử lý vụ việc theo thẩm quyền đối với cơ sở gây ra vụ ngộ độc. Ngày 15 tháng 12, phòng PC08 đã thông tin về clip chiến sĩ cảnh sát giao thông đi mô tô đặc chủng dùng chân đạp người đi xe máy gây xôn xao dư luận. Đại úy DH phát hiện nam thanh niên tên TH 30 tuổi điều khiển xe máy biển số thành phố Hồ Chí Minh vi phạm lỗi không đi bên phải theo chiều đi của mình nên ra hiệu dừng phương tiện để xử lý. Tuy nhiên, nam thanh niên cho xe máy chạy lên vỉa hè để tiếp tục bỏ chạy. Sau đó đại úy H áp sát, dùng chân đạp vào phương tiện để ép ngã. Theo phòng PC08, việc đại úy hát dùng chân đạp để dừng phương tiện của người vi phạm là không đúng, gây phản cảm, tạo dư luận xã hội không tốt. Ảnh hưởng đến hình ảnh của lực lượng cảnh sát giao thông và nguy hiểm cho người tham gia giao thông nên tiến hành tạm đình chỉ công tác để tiến hành các bước xác minh, xử lý. Liên quan đến việc nhiều người dân cho rằng không nộp phạt nguội khi vi phạm giao thông, sau một năm sẽ tự động hết hạn, Chia sẻ với báo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Trần Văn Giới, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là dạng hiểu lầm khá phổ biến của người dân đối với quy định pháp luật về thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đặc biệt đối với phạt nguội khi vi phạm giao thông. Theo luật sư tại khoản 1 điều 74 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, sửa đổi bổ sung 2020, có quy định thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là một năm kể từ ngày ra quyết định. Quá thời hạn này thì không thi hành quyết định đó nữa. Tuy nhiên cũng tại khoản 2 điều 74 luật xử lý vi phạm hành chính 2012 có quy định. Trong trường hợp cá nhân tổ chức bị xử phạt, cố tình trốn tránh, trì hoãn, thì thời hiệu nói trên được tính kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, trì hoãn. Vì vậy, đối với lỗi vi phạm giao thông, thời hiệu thi hành quyết định xử phạt hành chính là một năm. Nếu cố tình trốn tránh, trì hoãn thì thời hiệu là một năm kể từ ngày chấm dứt trốn tránh trì hoãn. Cho nên người vi phạm nên chủ động thực hiện việc nộp phạt giao thông nếu có. Nguồn tin của Báo Tiên Phong cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng đã làm việc với bác sĩ LVN để điều tra, làm rõ vi phạm quy trình khám chữa bệnh và nguyên tắc kê đơn thuốc ký thay 53 bệnh nhân để nhận thuốc bảo hiểm y tế, trị giá gần 900 triệu đồng. Bác sĩ LVN sinh năm 1990, công tác tại khoa khám bệnh cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Trước đó, bác sĩ LVN bị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng tạm đình chỉ việc khám chữa, kê đơn thuốc để làm rõ hành vi nói trên. Ông Trần Văn Sơn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Lâm Đồng cho biết, hiện đơn vị đã kiểm tra 19 trên 53 đơn thuốc nói trên. Toàn bộ đều sai quy trình khám, chữa bệnh và nguyên tắc kê đơn thuốc. Do đó, đơn vị đã chính thức từ chối thanh toán hơn 350 triệu đồng chi phí khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế đối với 19 trường hợp này. Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội Lâm Đồng tiếp tục kiểm tra, ra soát 34 trường hợp khác do bác sĩ LVN khám bệnh, kê đơn thuốc bảo hiểm y tế trong năm 2023 với số tiền hơn 530 triệu đồng. Tiếp theo là phần tin tiêu điểm của bản tin ngày hôm nay. Từ khi tuyến vành đai 2 Vĩnh Tuy ngã tư Sở đi vào hoạt động giúp phương tiện lưu thông dễ dàng hơn, tuy nhiên lượng lớn xe lại dồn về nút thắt ngã tư Sở và đường láng, tiếp tục gây quá tải và ùn tắc cục bộ. Trước thực trạng đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã chi gần 5,5 tỷ đồng từ ngân sách để cải tạo hạ tầng, tổ chức lại giao thông khu vực ngã tư Sở. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông được giao nhiệm vụ đại diện chủ đầu tư. Đại diện Ban Duy Tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết, quy mô đầu tư bao gồm điều chỉnh giải phân cách, đảo giao thông trong phạm vi nút kết hợp thảm nhựa bê tông, cục bộ mặt đường trong nút, sơn, kẻ, đặt biển báo tổ chức giao thông. Đồng thời di chuyển các cây xanh trên đảo dẫn hướng trong khu vực nút giao và một phần đảo cây xanh tại hướng rẽ Nguyễn Trãi ra đường Trần Trinh, đường Trần Trinh ra phía Tây Sơn. Sau khi di chuyển cây xanh, nhà thầu sẽ thi công kết cấu mặt đường. Trước đó, điều chỉnh thu hẹp giải phân cách dưới chân cầu vượt ngã tư sở để mở rộng điểm cho các xe quay đầu theo hai hướng Nguyễn Trãi và Tây Sơn. Để tăng diện tích giao thông trong trung tâm, bốn đảo giao thông được dỡ bỏ để làm mặt đường xe chạy. Như vậy, làn đường chờ các phương tiện trước đèn tín hiệu tăng lên 7 đến 8 làn thay vì 3 làn như trước đây. Điều này kỳ vọng sẽ giảm tải gánh nặng giao thông cho trục đường này. Và để tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin quốc tế thể thao đáng chú ý được chúng tôi cập nhật. Các lãnh đạo Liên minh châu Âu EU hôm 14 tháng 12 đã đồng ý mở các cuộc đàm phán gia nhập khối với Ukraine và Moldova. Sau khi Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, người từng đe dọa phản đối quyết định này không bỏ phiếu. Tuy nhiên, ông Orbán đã không tham gia cuộc bỏ phiếu hôm thứ Năm, cho phép 26 thành viên còn lại của EU đưa ra quyết định nhất trí về các cuộc đàm phán. Một ngày trước đó, ủy ban châu Âu bỏ chặn hàng tỷ euro tài trợ cho Hungary. Gói tài trợ này bị đóng băng vào tháng 12 năm ngoái với lý do Budapest không tuân thủ hiến trương về các quyền cơ bản của EU. Theo CNN, 2023 là một năm tốt đẹp đáng ngạc nhiên đối với ông chủ Facebook, tỷ phú Mark Zuckerberg. Đối với Meta, công ty mẹ của Facebook, đây cũng là năm làm ăn hiệu quả. Cùng với việc thắt lưng bột bụng, cắt giảm hơn 20.000 nhân sự, Meta cũng được hưởng lợi nhờ sự phục hồi của thị trường quảng cáo. Doanh thu quảng cáo của công ty đã phục hồi đáng kể sau cú sụp mạnh hồi năm ngoái. Số lượng xem quảng cáo của Meta trong quý 3 đã tăng 31% so với năm trước. Mặc dù giá quảng cáo trung bình vẫn giảm 6%, nhưng là mức giảm nhẹ nhất trong gần 2 năm qua. Công ty này cũng thành công trong việc tăng thêm người dùng, kiếm được tiền từ tính năng reels trên Instagram và ra mắt thành công Trish nhằm cạnh tranh trực tiếp với X của Tifu Elements. Trish sẽ ra mắt tại châu Âu vào tuần tới. Theo thông tin từ VFF, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với Kyrgyzstan ngay trước thềm Asian Cup 2023. Trận giao hữu với Kyrgyzstan diễn ra vào ngày 9 tháng 1 năm 2024, cũng ở Qatar. Kyrgyzstan. Đội này hiện đứng hạng 98 thế giới, gần với thứ hạng của đội tuyển Việt Nam, hạng 94 thế giới. Thứ hạng này cũng phản ánh Kyrgyzstan không quá mạnh. Đây là đối thủ vừa tâm để đội bóng của huấn luyện viên Chuzie khởi động đúng nghĩa. Sau đó, đội bóng của huấn luyện viên Chuzie sẽ có trận gia quân gặp Nhật Bản tại Asian Cup vào ngày 14 tháng 1 năm 2024. Còn các cầu thủ Kyrgyzstan muốn thông qua trận đấu với đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan tại Asian Cup vào ngày 16 tháng 1 Hai đội bóng cùng thuộc khu vực Đông Nam Á là Việt Nam và Thái Lan được đánh giá có lối chơi khá tương đồng với nhau. Trong phiên đấu giá mới nhất tại nhà đấu giá danh tiếng bài người hâm mộ bóng đá đã có dịp trầm trồ về những chiếc áo đấu bạc tỷ của Messi. Theo đó, bộ sáu áo đấu Anh đã mặc trong các trận đấu của đội tuyển Argentina ở World Cup 2022 đã được bán với giá 7,8 triệu đô la Mỹ. Theo nhà đấu giá Sobai, 7,8 triệu đô la Mỹ là mức giá cao nhất cho một món đồ kỷ vật thể thao trong năm 2023 và nó chỉ kém chiếc áo bóng rổ mà Michael Jordan đã mặc trong những năm đầu tiên của sự nghiệp có giá 10,1 triệu đô la Mỹ. Những thông tin trên đây đã kết thúc nội dung chính của chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý độc giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại.